Gần một tháng nữa là vào vụ thu hoạch nhãn chính vụ. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, các nhà vườn, hợp tác xã và đơn vị chuyên môn thành phố Hưng Yên đang chủ động các biện pháp. Vụ nhãn năm 2021 đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song 10 tấn nhãn quả tươi của gia đình ông Trịnh Trường Sinh, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam vẫn được tiêu thụ thuận lợi thông qua hợp tác xã để bán trên sàn thương mại điện tử Viettelbot. Từ hiệu quả đó, vụ nhãn năm 2022 này, gia đình ông Sinh càng chú trọng hơn tới việc chăm sóc hai mẫu nhãn. Muốn tiêu thụ được thì trước hết là người nông dân chúng tôi phải làm những hạt sạch. Thì chúng tôi rất chú trọng và quan tâm đến phân bón hữu cơ, các công nghệ mới, sinh học, rồi la lô, không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. Những buổi tập huấn, phổ biến kiến thức như thế này đã được các địa phương, hợp tác xã và các tổ hợp tác trên địa bàn thành phố Hưng Yên triển khai tích cực. Bởi thông qua đó, các thành viên của hợp tác xã được chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, biện pháp thu hoạch đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất bán trong nước và hướng tới xuất khẩu. Hiện tại thì chúng tôi đã phối hợp với công ty GDP quốc tế, trung tâm khoa học ứng dụng để chuyển đổi công nghệ la lô bạc và la lô đồng trên cây nhãn để đạt tiêu chuẩn, đưa lên các sàn thương mại điện tử quốc tế và xuất khẩu. Năm 2022, thành phố dự kiến thu 15.000 tấn nhãn quả tươi. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, ngoài tổ chức hướng dẫn các nhà vườn biện pháp chăm sóc để nhãn đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của thị trường, những ngày này, thành phố Hưng Yên lên kế hoạch quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ, đồng thời chủ động liên kết, kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị thu mua nhãn cho bà con. Chúng tôi cũng đã đưa ra cái giải pháp đó là kết nối với các doanh nghiệp, siêu thị, các cái khách hàng truyền thống và khách hàng mới để ký kết các hợp đồng và mua thu mua các cái sản phẩm nhãn quả tươi, giúp các hợp tác xã, nhà vườn và người dân tham gia hội chợ hay các hội nghị và các cái chương trình mà xúc tiến tiêu thụ cái sản phẩm nhãn và nông sản, đẩy mạnh cái việc kết nối với các cái doanh nghiệp hay các cái sàn thương mại điện tử để hướng dẫn và hỗ trợ cho các hợp tác xã, nhà vườn và người dân là bán các cái sản phẩm nhãn quả tươi trên các sàn thương mại điện tử. Để nhãn quả tươi đạt tiêu chuẩn tham gia các hội chợ, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng siêu thị và phục vụ xuất khẩu, các nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tập trung cho các công đoạn cuối cùng theo đúng hướng dẫn của phòng chuyên môn và đơn vị thu mua.